Chào đón tất cả các thầy cô và các bạn đã ghé thăm Vụn Át. Các chú ngồi lại với nhau mong muốn làm cái gì đấy thay đổi cái nhận thức của tất cả mọi người về cái sinh kế cho những người khuyết tật còn khả năng lao động. Tức là những người như chú, như các chị, anh chị ở đây là những người còn khả năng lao động. Nhưng cái cơ hội việc làm thì nó rất là ít. Các cháu vẫn nhìn thấy rằng những con chú, như các cháu vẫn phải đi mua ủng hộ những cái sản phẩm cho người khuyết tật. Với cá nhân chú nhìn nhận khi làm ở Vụn ấy, sau 7 năm ấy, cái quan trọng nhất đấy là làm sao mà từ thế hệ các cháu sau này chúng ta cần phải có một cái cách tiếp cận để giải quyết cái việc làm cho cái nhóm người yếu thế, trong đó có người khuyết tật khác đi. Thay vì các cháu thương hại họ thì hãy đồng hành với họ, chia sẻ với họ, thì thúc đẩy gì họ vượt qua mặc cảm và họ làm ra được những cái sản phẩm mà họ sống được bằng sản phẩm. Thông qua cái buổi trải nghiệm thế này thì cũng mong rằng các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn học sinh, hiểu rõ hơn về những cái người khuyết tật và những cái rào cản mà họ gặp phải, đặc biệt là những cái rào cản về việc làm. Tôi cũng muốn nhắn nhủ với học sinh rằng chúng tôi là những người khuyết tật, cái chặng đường chúng tôi đi và con đường chúng tôi khởi nghiệp nó đã nhiều chông gai rồi, thì các bạn tương lai cũng sẽ là những cái người khởi nghiệp như chúng tôi, thì mong là các bạn vững tâm để vượt qua những cái khó khăn và những cái thử thách trước mắt. Câu lạc bộ khởi nghiệp trí tuệ tại điểm trường trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão tin tưởng rằng thông qua những trải nghiệm này, các con sẽ biết trân quý hơn những gì mình đang có, biết sử dụng tốt hơn những nguồn lực của mình, để từ đó có thể nỗ lực và phấn đấu trên hành trình học làm nhân để trở thành doanh. Em cảm thấy bản thân mình rất là may mắn khi được sinh ra có đầy đủ trên cơ thể của mình. Và đối với em thì những người khuyết tật là những người mà rất là thiệt thòi so với xã hội bây giờ. Nhưng mà nhờ có những doanh nghiệp như thế này mà họ có thể tìm thấy những tài năng của mình và không còn ngại về những khuyết điểm của mình nữa. Và em thấy là mọi người có thể là không hoàn hảo nhưng mà cũng sẽ cố gắng để phát triển bản thân mỗi ngày hoàn thiện hơn. Và nghĩ là đối với em cũng như là các bạn học sinh ở trong trường, dù mình không hoàn hảo nhưng mà mình sẽ cố gắng để phát triển mỗi ngày ạ. Từ bài phát biểu của Chủ tịch Vụn Át ngày hôm nay, em được truyền cảm hứng to lớn, bởi vì từ những điều tưởng như không thể, chúng ta có thể biến thành có thể. Từ những khó khăn, thử thách, chúng ta có thể vượt qua nó, đạt được chính những mục tiêu to lớn của bản thân ạ.